Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán. Và hôm nay em và anh đang đứng trước một cái dự án mới của bên em. Đó là 2 căn ở vị trí tổ 11, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái diện tích nhà là 30m², xây dựng là 4 tầng, hướng nhà là hướng Đông Bắc và thông số kỹ thuật mặt tiền là 3m42 và mặt hậu là 3m87. Có nghĩa là căn nhà này nở hậu nhé mọi người nhá, rất là đẹp. Hiện tại em đang đứng trước phía trước cửa của cái ngôi nhà này đây. Căn nhà này là mặt ngõ cho mọi người nhá. Cách cái đường ô tô đi lại là khoảng 50m thôi. Và ngõ trước nhà khoảng tầm 3m mọi người ạ. Đấy. Mọi người hướng về phía ngôi nhà cùng em nhé. Ngôi nhà này được thiết kế rất là đẹp. Và đặc biệt là mặt ngoài của cái ngôi nhà, mặt tiền của ngôi nhà là được ốp hết gạch 30, gạch 60-60 granite, vân màu đen, màu đen kim sa rất đẹp, rất nổi bật. Ngoài ra ở đây là có ống chờ ngoài nước, vòi nước mọi người ạ. Đó. Mỗi căn nhà có một sự thiết kế ưu điểm khác nhau. Và căn nhà này cũng vậy, vì là mặt ngõ cho nên nếu như mà có cái vòi nước ở bên ngoài cũng khá là tiện, nếu như mà mọi người đi ở ngoài về hoặc có thể để rửa xe ở ngoài cũng được mọi người nhá. Xin mời mọi người tiến vào phòng bên trong phòng khách của ngôi nhà cùng em. Đây chính là phía phòng khách của ngôi nhà đây. Phòng khách của ngôi nhà mọi người ơi. Với cái căn nhà này thì là đều đã được có sổ đỏ đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, cũng như là hồ sơ công tơ điện nước đầy đủ rồi. Hoàn thiện căn nhà này lên tới 100% mọi người, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Em sẽ giới thiệu chi tiết với mọi người về một chút nhé. Về cái phòng khách của cái ngôi nhà này đây, rất là rộng. Gạch nền thì được lát đá gạch 60-60 màu trắng, rất là nổi bật cho cái ngôi nhà, sáng, vợ chồng trẻ rất là hợp lý. Và đặc biệt là đây, mọi người nhìn thấy đấy, hệ thống đèn led, trần thạch cao đều được trang trí hoàn thiện xong hết rồi. Phòng khách rất là rộng phải không mọi người? Đó. Xin mời mọi người tiến vào phía phòng bếp của căn nhà cùng em. Phòng bếp của căn nhà được quanh cái khu vực bếp nấu này được ốp đá minh long, ốp đá màu xanh non mọi người nhé, rất là đẹp. Đây tủ bếp đây, bàn bếp đã được cắt đá để chờ bếp của mình về lắp thôi mọi người ạ. Có thể bếp ga, có thể bếp từ âm. Đây tủ bếp đây, vòi chậu, vòi rửa bát, nước đây, nước sạch của quận Hà Đông mọi người nhé, nước sạch đây. Và tủ bếp rất là rộng, rất là hợp lý đây mọi người này. Mọi người nhìn này. Đây phía đây là chính là rửa bát xong rồi chúng ta sẽ đến đây. Tầng 1 của ngôi nhà có một nhà vệ sinh phụ, đầy đủ bồn cầu, lavabo, vòi xịt cũng như là máy bơm nước tổng cho toàn bộ hệ thống ngôi nhà. Đó, hướng từ phía trong bếp mà hướng ra phía phòng khách rất là rộng. Xin mời mọi người hướng lên phía trên tầng 2 của ngôi nhà cùng em ánh. Tay vịn cầu thang cũng như là đây mọi người có thể nhìn thấy luôn. Nó là bằng chất liệu bằng gỗ lim Nam Phi mọi người ạ. Rất là đẹp. Cổ bậc cầu thang các thứ là đều được lát bằng ốp đá granite đại một mọi người nhé. Đá xanh mọi người ạ. Phía ở bên hông cầu thang là có giếng trời mọi người nhé, để lấy thoáng cho toàn bộ cái khu vực cầu thang cũng như là phía tầng 1 của ngôi nhà. Đấy mọi người có thể quan sát. Giếng trời này là từ trên phía tầng 2 hất lên trên phía tầng 4 mọi người nhé. Xin mời mọi người tiến vào phía phòng ngủ tầng 2 cùng em. Phòng ngủ tầng 2 đây rất là rộng. Đó. Mọi người có thể quan sát đây. Đây chính là phía cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Ôi có gió mát lắm mọi người ạ. Cái căn nhà này thì rất là gần khu đô thị Đô Nghĩa mọi người nhé. Cách khu đô thị Đô Nghĩa chỉ khoảng tầm 700m thôi. Rất là gần chợ mọi người ạ. Rất là gần chợ. Cái căn nhà này cách chợ chỉ 200m thôi. Đi bộ có khoảng đoạn là ra chợ à. Đây chính là phía phòng vệ sinh của cái tầng 2. Và
có một cái ô cửa rất là to hướng ra cái phía mà giếng trời em vừa báo mọi người đấy. Đây, đóng vào mở ra rất là thoáng. Đồng thời nó vẫn có những cái hệ thống hút mùi riêng cho cái từng cái phòng vệ sinh mọi người nhé. Đó, mọi người quan sát thì cái phòng vệ sinh này cũng rất là đầy đủ về bồn cầu, thiết bị, lavabo, vò xịt, sen, tắm, gương, đầy đủ hết cả. Căn nhà này hoàn thiện xong đến 100% rồi, mọi người chỉ có việc xách vali về và ở thôi. Hồ sơ giấy tờ pháp lý hợp lệ, mọi người cứ yên tâm, không phải hỏi em, hỏi đi hỏi lại về các căn nhà là em ơi đã có sổ đỏ hay chưa, đều đầy đủ hết rồi, mọi người hoàn toàn yên tâm ạ. Tiếp theo xin mời mọi người hướng lên phía tầng 3 cùng em. Tầng 3 của cái ngôi nhà này cũng được thiết kế tương tự như là tầng 2. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là từ tầng 1 cho lên tầng 4 đều làm bằng chất liệu gỗ hết mọi người nhé. Tầng 3 được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm một phòng thờ và một phòng ngủ và một sân phơi. Đây này, mọi người để ý này, giếng trời của các tầng luôn. Từ tầng 2 lên tới tầng 4. Rất là thoáng. Đây, chính là phía phòng ngủ của tầng 3, tương tự như tầng 2 vậy. Mọi người để ý nhé, tất cả các cửa sổ được lắp đặt ở bên này đều được hai lớp. Bên trong là lớp sắt hộp sơn tĩnh điện, rất là chắc chắn và an toàn với những nhà nào có trẻ nhỏ cũng như là cái chống trộm. Phòng vệ sinh của tầng 3 cũng vậy, được thiết kế tương tự như là tầng 2. Đấy, thiết kế tương tự như tầng 2, mọi người có thể quan sát. Đầy đủ mọi công năng cho các tầng sử dụng luôn. Ngủ ở tầng 3 thì có phòng vệ sinh đầy đủ, ngủ ở tầng 2 cũng vậy. Tiếp theo xin mời mọi người lên phía tầng 4 cùng em nhé. Với cái thiết kế tầng 4 của cái ngôi nhà này cũng được thiết kế một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Tùy vào mục đích sử dụng thì mọi người có thể để tầng 4 làm phòng thờ, phòng kho hoặc phòng ngủ. Đó, đây chính là phía tầng 4 đây mọi người ạ. Đấy, đi làm mẫu cho nhà vệ sinh. Lên trên này thì rất là gần với lại giếng trời cho nên rất là sáng. Đó, giếng trời ở bên hông mọi người ạ, không phải ở giữa nữa mà là ở hông, để lấy toàn bộ cái khu ánh sáng xuống cho các tầng 4, cho các cầu thang cũng như là phòng bếp. Ở trên tầng 4 này là có một sân phơi mọi người nhé, sân phơi hướng ra bên ngoài đây. Đó, trên này ở ngoài các tầng 4 này đây, mọi người có thể nhìn thấy cái ô ở bên trên này là sau này mọi người có thể mua thang về để lên trên tầng 4. Ở phía trên này là bồn nước mọi người ạ. Đó, về cái căn nhà thì em đã giới thiệu tương đối khá là chi tiết rồi. Còn nếu như mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì có thể để lại comment ở phía dưới kênh của em, cũng như là để lại số điện thoại em anh có thể gọi lại cho mọi người, hoặc mọi người có thể call ngay cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như thấy hay thì nhớ ấn like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé. Nhớ bấm vào chuông để có thể nhận được những người đầu tiên được xem những video mới của em ánh. Xin chào và hẹn gặp lại.